Ok, chào mừng anh em đến với mô đun thứ hai, mô đun dành cho những kỹ năng. Thì QS là một trong những người mà cần phải hoàn thiện rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là những kỹ năng văn phòng, kỹ năng sử dụng máy tính. Thì đa phần anh em QS chúng ta là làm việc trên văn phòng, làm những công tác liên quan đến văn phòng. Thì việc tiếp xúc với máy tính, với cái bàn phím là thường xuyên, cực kỳ thường xuyên. Vậy thì có một câu đặt ra là bao nhiêu anh em đã có thể sử dụng được 10 ngón tay để gõ bàn phím chưa? Bao nhiêu anh em làm được việc này? Đầu đó anh em có thể nghĩ biện rằng gõ hai ngón tay chúng ta vẫn có thể làm việc được bình thường và vẫn nhanh bình thường. Tuy nhiên thì đó là cách nghĩ của anh em thôi. Khi mà anh em chưa biết gõ mình ngón thì anh em có thể nghĩ là tốc độ của anh em vẫn là đạt, vẫn là nhanh. Nhưng mà khi mà anh em đã gõ được mình ngón thì anh em thấy tốc độ của anh em nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Một ý thứ hai nữa đó là nó sẽ chuyên nghiệp hơn đúng không ạ anh em hình dung là chúng ta vác một cái laptop sang công ty đối tác mà gõ mổ cò đúng không ạ trong khi người ta dùng mười ngón người ta vừa gõ vừa có thể nói chuyện được với mình đúng không ạ mà mình cứ chằm chằm cái mặt xuống bàn phím để gõ đúng không ạ có phải là mất hình tượng không đúng không ạ ok đó là những ý rất là cơ bản để cho anh em có thể có những cái động lực để chinh phục cái bàn phím này thì nó cũng rất đơn giản thôi chỉ cần sau 7 ngày là anh em có thể thành thạo được tất cả những cái vị trí ngón của anh em Ok, thì cái bàn phím này Đây là một bàn phím cơ bản nha Nó bao gồm 104 phím Bàn phím cho máy tính Windows Mà tính Mac thì nó có hơi khác một chút Thì để gõ mình ngón anh em hãy lấy hai cái ngón hai ngón trỏ chúng ta nha Tương ứng với cả phím F và phím G làm chuẩn Phím F là ngón trỏ bên tay trái Và phím G là ngón trỏ bên tay phải Anh em thấy là phím F và phím G Người ta có một cái nốt sần sần như này này đây là phím, đây là một dạng phím nhé thì người ta thể hiện dạng nốt sờ dần, dần gạch như này thậm chí là những người khiếm thị người ta cũng có thể sờ vào F và G chuẩn và từ đó người ta có thể đánh được cái bàn phím anh em dùng ra chưa thì đó là cách để chúng ta đặt được cái bàn tay chúng ta đúng vị trí nhé rồi thì để gõ được tiếng về có dấu thì trước tiên tôi sẽ nói qua nhé anh em bây giờ chúng ta thường dụng cái phần mềm Uniki này thôi phần mềm này nó cực kỳ nhỏ gọn thì chắc là anh em cũng đã biết rồi và anh em hiểu là chúng ta sử dụng cái phông nào, phông Unicode hay là phông TCVN thì chúng ta lựa chọn đúng cái định dạng của nó nha. Thông thường chúng ta sử dụng cái phông Unicode là những cái phông như Tamni Roman này hoặc là Arian thì đó là những cái phông Unicode chúng ta chọn ở đây. Anh em có thể bấm vào bản điều khiển để cài đặt nóng chút, bấm vào mở rộng này. Anh em có thể bấm ở đây là Andep, hoặc là Cartoon Sheet để mà chuyển đổi cái ngôn ngữ tiếng Việt tiếng Anh. Và chỗ này anh em tích ở đây này để cho nó khởi động khi mà máy tính Windows chúng ta nó khởi động nó chỉ đơn giản vậy thôi ok rồi để luyện gõ mình ngón này thì chúng ta sẽ dùng phần mềm Rapid Typing này nhé đây là một phần mềm hoàn toàn miễn phí thì trên mạng hiện nay có rất nhiều phần mềm nhưng mà đều là phần mềm trả phí thôi nếu như anh em có điều kiện thì anh em có thể tham khảo những cái phần mềm khác nhưng tôi sẽ giới thiệu với anh em phần mềm này nó hoàn toàn miễn phí và cực kỳ nhỏ gọn luôn sau khi tải về anh em sẽ có cái thư mục như này anh em bấm thẳng vào nha nó không cần phải cài đâu anh em bấm vào đây để chắc ăn thì anh em có thể bấm chuột phải ở đây chọn run as admin này nó là nó chạy luôn nó rất đơn giản và rất nhẹ nhàng như vậy thì đây trước tiên tôi sẽ hướng dẫn anh em vào phần cài đặt một chút anh em bấm vào đây này sau đó bấm vào keyboard này ở đây anh em lựa chọn là win là cho máy tính hệ điều hành windows mac là cho các máy tính hệ mac chúng ta thường dùng windows desktop này gõ kiểu desktop này đó để này bàn phím phổ biến là một trang key tiếp theo phần này anh em có thể chọn cái phím enter cho nó trùng với cả bàn phím anh em hoặc là anh em để nguyên lại được nó cũng không ảnh hưởng gì đâu năm mục này là cái bàn phím ở phím số này này anh để anh em để cái pad một này này pad một là cũng khá chuẩn rồi pad 2 pad 3 đó. anh em đang dùng cái nào thì anh em để cái đấy để anh em luyện đó tiếp theo là những cái ở dưới này thì anh em cũng không cần quan tâm nhiều đâu thì có cái stream này này anh em có thể sử dụng cái chim một hoặc là chim 2 để nó phân cái ngón chúng ta ở cho cái hàng của phím này này nó khác nhau một chút thì tùy anh em anh em có thể là có những em ngón tay nó dài hoặc cả, hoặc là những em ngón tay ngắn hơn một chút thì anh em có thể lựa chọn là ngón giữa này phụ trách phím này hay là ngón áp bút phụ trách phím này thì anh em chọn chim chim một hoặc chim hai thông thường chúng ta cứ để nguyên như này chim một nhé nó cái này là chỉ màu sắc thôi không có gì đó anh em bấm ok đó rồi phần mềm này nó rất đơn giản thôi thì em thấy nhá người ta đã highlight sẵn cho anh em rồi này ngón trỏ bên tay trái đặt vào chữ F này ngón trỏ bên tay phải đặt vào chữ G này đó thì ngón trỏ bên tay trái này sẽ phụ trách hai cái hàng màu cam này em dung ra chưa ạ? ngón trỏ này vào G nhá sau đó thì khi mà chúng ta gõ ấy, chúng ta sẽ linh hoạt di chuyển cái bàn tay nhưng mà làm sao để khi mà chúng ta gõ đúng chữ ấy, thì chúng ta lại thu về cái vị trí chuẩn này để cho chúng ta lại gõ thêm một chữ khác đúng không ạ thì nó sẽ là luôn luôn là chúng ta gõ đúng được anh em dùng ra chưa đó thì ngón này phụ trách hai hàng này nha ngón này phụ trách hai hàng này màu xanh này màu này màu cam tiếp theo ngón giữa bên tay trái phụ trách cái màu xanh xanh này những chữ cái này ngón đeo nhẫn đây bên tay trái là màu vàng còn lại những màu này là ngón út bên tay trái anh em dùng ra chưa đó nó phân rất rõ ràng nha bên này cũng vậy tương tự như vậy tương tự như vậy đó thì anh em lưu ý là cứ gõ một sau một chữ nào thì chúng ta lại thu tay về cái vị trí là f d s a nó kiểu kiểu như vậy thì nó sẽ tạo cho anh em là một cái có định vị chính xác được anh em dùng được chưa nếu như chúng ta rời mất cái fg này thì chúng ta sẽ không có một cái phương hướng nào để chúng ta gõ được anh em dùng ra chưa đó là cơ sở của fg nhá bên tay phải mà phím số thì thông thường là chúng ta cũng ít khi sử dụng thông thường là anh em có thể gõ 10 ngón hoặc là một cỏ cũng được cái này cũng không quan trọng đâu chủ yếu là chúng ta gõ bên cái bàn phím chữ này này đó thì nguyên tắc là như vậy nhé đặt chữ như này anh em cứ gõ thôi ở đây chúng ta có các đây là level đầu tiên này begin này tiếp theo là nâng cao dần này đó anh em cứ làm thế từng cái dễ một cái level một này nó có những cái bài tập như này anh em cũng làm hết nhé thông thường thì chúng ta chỉ gõ đến cái chỗ này begin hết cái begin này là chúng ta có thể đến advan được rồi gõ được rồi ví dụ như này nhá anh em gõ này f này cách này g này cách d cách k cách f cách g cách d cách k đó kiểu kiểu như vậy anh cứ luyện càng ngày càng luyện càng tăng dần nhá k này cách f này cách g này cách d này cách k này cách f này cách g này cách d cách k đó là xong một bài đúng không ạ? Anh em ok phát thì nó chuyển sang cho chúng ta một cái bài khác kiểu kiểu như vậy. Khi nào anh em gặp để thuần thục rồi thì anh em hãy chuyển bài. Chuyển bài nhé. Nó nó tự chuyển đấy này, nó tự chuyển nhé. Đó. Sau đó nếu anh em thuộc anh em chuyển cấp độ cao hơn, begin nó sẽ nhiều nhiều chữ hơn, thầy dày hơn như này. FF, FGG nó luyện cho chúng ta cái ngón quen đấy. FF GG. Đó. Tương tự như vậy thôi. Nó rất dễ. Tiếp theo nhé đó nó lại thay đổi những chữ cái khác này đó tiếp theo này advanced này advanced là cái nhất nó bắt mình phải có một cái đoạn như này em khi mà anh em đã thành thục những cái level trước rồi thì việc có on bảng này nó không khó đâu Ok, anh em hãy luyện phần mềm này trong vòng từ 7 đến 10 ngày nha Nó không khó như anh em nghĩ đâu, nó rất dễ. Anh em cứ làm nha mỗi ngày khoảng 15 đến 30 phút Cố thiểu 15 đến 30 phút nha là nó tạo thành thói quen. Đây chỉ là cách luyện phản xạ của ngón tay thôi chứ không có gì cao siêu cả. Chúng ta cứ luyện nhiều là chúng ta quen. Ok, bye bye, hẹn lại anh em trong những bài học tiếp theo nha.